Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình với nhiều thông tin nóng mới liên tục được cập nhật. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị thông tin trên nhiều lĩnh vực của đời sống, nhưng trước tiên hãy cùng điểm qua một số nội dung nổi bật. Mưa lũ gây ngập úng gần 150 hectare cây trồng ở Bình Phước. Ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Camera 24 giờ, những chiếc bẫy vô hình trên đường vào mùa mưa. Sát hại người tình trong rẫy, 3 ngày sau quay lại đốt xác. Bắt hai đối tượng dùng clip nóng tống tiền người khác. Vụ thả chó cắn người khi đánh nhau ở Đà Nẵng, khởi tố cả 3 người liên quan. Di tích Huế với mô hình điểm du lịch không khói thuốc lá. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Về ảnh hưởng của thiên tai, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh Lương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khiến gần 150 hectare cây trồng hoa màu trên địa bàn xã bị ngập úng, nhiều hộ gia đình kẹt trong nước lũ. Mới đây, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ nhiều nguồn đổ về sông Cần Lê, gây ngập úng trên diện rộng tại địa bàn xã Thanh Lương, thị xã Bình Long. Theo thống kê sơ bộ, khu vực rộng 148 hectare đã bị ngập úng, trong đó có 42 hectare cây ăn trái, 106 hectare cây cao su, cây điều. Ngoài ra, nước lũ bất ngờ đổ về giữa đêm khuya khiến hàng chục hộ gia đình bị kẹt giữa dòng nước lớn, gây nguy hiểm cho người và tài sản. Ngay trong đêm, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng dân quân, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng do mưa lũ, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản gửi các địa phương trong khu vực nói trên về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chủ động các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, rà soát các phương án ứng phó trên địa bàn để sẵn sàng triển khai thực hiện khi xảy ra tình huống. Lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực nguy cơ cao, ở hạ du hồ chứa, an toàn đê điều, hồ đập, giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những yếu tố cốt lõi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số ở Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo đang được chú trọng đầu tư mạnh mẽ và trong khuôn khổ của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo quốc gia 2022 đang diễn ra tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các hội thảo chuyên đề và triển lãm giới thiệu những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống. Ghi nhận về giao thông, chiều qua, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường tỉnh 741, đoạn qua ấp 1 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa lúc trời mưa, khi chiếc xe đầu kéo tông xe ô tô rồi tiếp tục tông đổ giải phân cách. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 93A24734 lưu thông trên đường tỉnh 741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khi đến đoạn đường cong thuộc ấp 1 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 93C08076 kéo theo rơ móc đi phía sau, bất ngờ tông trúng. Sau va chạm, xe đầu kéo đẩy ô tô lên phía trước, tiếp tục tông đổ giải phân cách cứng giữa đường và một trụ đèn. Vụ tai nạn làm người phụ nữ trên xe ô tô bị thương nhẹ, hai phương tiện hư hỏng, giao thông bị ùn tắc. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trong lúc trời đổ mưa. Nguyên nhân do xe tải mất kiểm soát lao vào giải phân cách rồi nằm chắn ngang trên đường. May mắn là vụ tai nạn không gây thiệt hại gì người.
Thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51D54346 chưa rõ tên tuổi tài xế lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, do né một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều trên đường nên xe chao đảo lao vào giải phân cách rồi nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Phương tiện cũng bị hư hỏng sau tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa lớn. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân. Và có thể thấy là khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông lúc trời mưa thì nguy cơ tai nạn sẽ cao hơn do đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, như là hai vụ tai nạn kể trên chẳng hạn. Ngoài ra, khi trời mưa thì còn có một mối nguy khác mà người điều khiển phương tiện cần lưu ý, đó là những chiếc bẫy trên đường. Có thể kể đến như là những ổ voi, ổ gà hay là những miệng cống bị mất nắp đậy. Camera 24 giờ hôm nay sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, những chiếc miệng cống không có nắp đậy nhưng không có biển cảnh báo hay là rào chắn vào mùa mưa cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng chính là những chiếc bẫy gây thương vong nếu như người đi đường không may rơi xuống khi ngập nước vào mùa mưa. Theo đoạn camera an ninh ghi lại, thanh niên khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường thì người này rẽ phải lên lề. Thế nhưng, trên vỉa hè có một miệng hố lớn đầy nước không được che chắn nên nạn nhân bị trượt cả người và xe xuống cống. Phần đầu nạn nhân đập vào miệng hố xây bằng gạch cứng gây tổn thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã được người dân ứng cứu và đưa đi bệnh viện. Một nữ sinh đạp xe đạp khá chậm trên lề, một tay cầm lái, một tay che dù vì trời đang đổ mưa. Tuy nhiên, do nước ngập cao và không quan sát thấy cống nước, nên nữ sinh này đã không may bị lọt xuống cả người và xe. Rất may, gần đó có người dân chứng kiến nên đã kịp thời hỗ trợ, cứu cô gái thoát khỏi tình huống hết sức nguy hiểm trong gang tấc. Còn ở video này, khi một nhóm người đang tắm mưa trên vỉa hè thì bất ngờ người đàn ông đi xe đạp bị sụp cả người và xe xuống một chiếc cống bị gập. Vì miệng cống không sâu nên người này đã tự mình kéo được xe lên mặt đường. Không những người điều khiển phương tiện mà ngay cả người đi bộ cũng gặp nạn khi vô tình hụt chân vào những chiếc cống ngập sâu nhưng không có nắp đậy hay rào chắn như thế này. Theo đoạn camera ghi lại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một người phụ nữ đội nón bảo hiểm, mặc áo mưa đi bộ trên lề đường thì không may lọt xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn trôi. Thế vậy, người dân địa phương phát hiện chạy ra cứu nhưng không kịp. Nạn nhân đã tử vong sau đó. Có thể thấy ở một số tuyến đường tình trạng ngập sâu vào mùa mưa là khá phổ biến. Để làm giảm nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc, người dân cần phải thận trọng hơn bằng cách giảm tốc độ điều khiển phương tiện và làm chủ tay lái thật chắc trên những đoạn đường bị ngập. Bên cạnh đó, ở những đoạn đường hay xuất hiện sụt lún hay là có những miệng cống không có nắp đậy thì nên có biển cảnh báo hoặc là rào chắn lại để tránh trường hợp nước ngập che mất tầm nhìn khiến cho người dân và phương tiện không may rơi xuống. Và đến đây, thời lượng dành cho Camera 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sát hại người tình trong rẫy, 3 ngày sau quay lại đốt xác phi tang. Bắt hai đối tượng dùng clip nóng tống tiền người khác. Vụ thả chó cắn người khi đánh nhau ở Đà Nẵng, khởi tố cả 3 người liên quan. Di tích Quế với mô hình điểm du lịch không khói thuốc lá. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, do mâu thuẫn tình cảm mà Trần Văn Hiệp, 46 tuổi, ngụ xã Đắc Nờ Rung, huyện Đắc Sông của tỉnh Đắk Nông đã sát hại người tình. Uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành. Và sau 3 ngày được cấp cứu thì Hiệp đã quay lại đốt xác
nạn nhân Hồng Phi Tan. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa cho biết đã khởi tố đối tượng này về tội giết người. Mới đây, tại khu rẫy ở xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, do mâu thuẫn tình cảm với chị BTL 43 tuổi, nên Hiệp đã dùng cây tấn công, làm chị L tử vong, sau đó uống thuốc sâu tự tử. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi từ bệnh viện trở về, Hiệp liền đến rẫy để đốt xác chị L phi tang. Sau đó, gia đình chị L cùng một số người hàng xóm đi vào rẫy của Hiệp để tìm chị L, đã phát hiện có dấu vết cháy, nghi ngờ chị L bị sát hại nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tội phạm cướp tài sản cũng ngày càng táo tợn, manh động, như là đối tượng Nguyễn Bình An, 27 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 12 bắt giữ vì cầm dao đe dọa cướp xe máy của một tài xế xe ôm. Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19 tháng 9 vừa qua, An bắt xe ôm do anh NNT, 30 tuổi, quê ở Bình Định cầm lái, đi từ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đến nhà máy bia trên đường Lê Văn Khương. Khi đến nơi thì An yêu cầu anh T chở vào quán cà phê trên đường Hiệp Thành 45, phường Hiệp Thành, quận 12. Đến trước quán, đối tượng cầm chai chứa chất lỏng màu đỏ gồm nước ngọt pha với tương ớt tạt vào mắt của tài xế, khiến nạn nhân lao xe vào tường nhà dân. Sau đó, An đã lấy xe máy của tài xế nhưng bị nạn nhân giằng lại. Đối tượng dùng dao đe dọa rồi cướp xe để tẩu thoát. Đến ngày hôm qua, thì công an đã bắt giữ Nguyễn Bình An tại tỉnh Trà Vinh và di lý đối tượng này về Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Nam, thì công an huyện Duy Xuyên vừa bắt tạm giam hai đối tượng là Đặng Văn Thêm, 23 tuổi, trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, và Trần Đình Trung, 22 tuổi, trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, một người phụ nữ trú tại huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam làm quen với tài khoản có tên là Nguyễn Ngọc Hưng. Qua thời gian nhắn tin, người phụ nữ này đã để lộ những video nhạy cảm của cá nhân cho tài khoản trên biết. Sau đó, tài khoản Nguyễn Ngọc Hưng đã dùng những video này gửi cho nhiều tài khoản Facebook là bạn bè của người phụ nữ trên nhằm đe dọa tống tiền, buộc chị phải chuyển 3 triệu đồng. Do cuộc điều tra, công an xác định Đặng Văn Thêm là người sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Hưng để tống tiền. Và liên quan đến vụ việc này, thì trong số các tài khoản Facebook nhận được video nhạy cảm từ tài khoản Nguyễn Ngọc Hưng, có đối tượng tên là Trần Đình Trung. Sau đó, Trung đã tạo tài khoản Facebook và Zalo ảo để đe dọa tống tiền người phụ nữ trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được Công an huyện Duy Xuyên điều tra mở rộng. Còn liên quan đến vụ thả chó cắn người khi đánh nhau, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Thảo, 46 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là người thả chó qua cắn hàng xóm gây thương tích. Đồng thời, công an cũng khởi tố hai người đánh Thảo là Đặng Văn Ngọc, 36 tuổi và Trương Anh Tâm, 39 tuổi. Cả ba đều bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào trưa ngày 29 tháng 5 vừa qua, trong lúc nhậu tại nhà Ngọc, Tâm biết chuyện trước đây Ngọc và Thảo có mâu thuẫn. Đến chiều, Tâm gọi Thảo qua nhà Ngọc để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, không những không giải quyết được chuyện cũ, ba người lại xảy ra cự cãi xô xát. Thảo chạy về nhà mang xẻng quay lại đánh trả thì bị Tâm Ngọc giật được và dùng xẻng đánh lại. Thảo chạy về nhà thả một con chó pitbull và một con bẹt ghê qua nhà để cắn Ngọc. Hậu quả là con chó pitbull xông vào cắn Ngọc gây thương tích. Thưa quý vị và các bạn, một tụ điểm đánh bạc có tổ chức hoạt động giữa lòng hồ thuộc xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận vừa bị công an tỉnh này triệt phá thành công. Mới đây, qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hàng chục đối tượng đi trên nhiều ô tô đến tại đập hồ Hàm Thuận thuộc thôn La Dày, xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, rồi thuê xuồng máy đi ra đảo Xương Rắn trên lòng hồ, cách đất liền khoảng 1 km để tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng phương tiện tiến hành dây bắt. Qua đó đã bắt được 13 đối tượng, thu giữ hơn 110 triệu đồng, 6 xe ô tô, một xuồng máy và nhiều tang vật khác có liên quan. Theo điều tra bước đầu, thì từ đầu tháng 9 đến nay, LVL, ngụ tại xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, và BVT, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại các đảo trên lòng hồ Hàm Thuận. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ việc để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, khói thuốc lá rất có hại đối với sức khỏe và cả bầu không khí. Vì vậy mà xây dựng môi trường không khói thuốc lá là nỗ lực cần thiết, nhất là tại các khu vực công cộng và các điểm du lịch.
Năm nay thì quần thể di tích cố đô Huế tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn triển khai mô hình điểm du lịch không khói thuốc lá. Việc thực hiện sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch trong lành, phát triển hài hòa vì lợi ích cộng đồng, đồng thời đảm bảo cho công tác phòng cháy tại các điểm di tích. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số bài viết nổi bật được đăng trên các báo phát hành sáng nay. Trong đó, tờ Thanh Niên cho biết cầu Nhân Trạch Đồng Nai sẽ chính thức khởi công xây dựng vào ngày mai 24 tháng 9. Và biên tập viên Thành Đô sẽ thông tin thêm đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vâng ạ, việc cầu Nhân Trạch được khởi công thì sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho đường vành đai 3 giấc mơ 13 năm của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bình luận trên tờ Thanh Niên cho rằng hàng loạt công trình kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng sẽ tăng tốc, được kỳ vọng mở đường đột phá kinh tế vùng Đông Nam Bộ sau nhiều năm bị kìm hãm bởi nút thắt hạ tầng. Bài báo cho biết, phía nhà thầu hiện đã sẵn sàng và được quy động ngoài hiện trường trên toàn bộ mặt bằng phía thành phố Hồ Chí Minh cũng như là phần dưới nước thuộc sông Đồng Nai. Ngay sau khi phát lệnh khởi công, nhà thầu sẽ triển khai ngay công tác thi công. Nhu cầu kết nối về giao thông để phục vụ phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là rất lớn. Trong đó, đoạn Tân Dạng Nhân Trạch là một trong những km đầu tiên của tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Việc khởi công dự án được coi là một sự khởi đầu tốt đẹp, gửi gắm hy vọng về những thành công tiếp theo cho cả dự án vành đai 3 trong thời gian tới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tờ Thanh Niên thông tin, đầu tháng 8 vừa qua thì báo cáo phân tích ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn năm 2011-2020 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO công bố đã chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm, là chi phí học thêm là khoản chi lớn nhất đối với gia đình học sinh phổ thông. Cụ thể là chi phí học thêm đối với tiểu học là 32%, trung học cơ sở là 42% và trung học phổ thông là 43%. Nội dung này phản ánh phù hợp, thậm chí là nhẹ nhàng hơn khá nhiều với thực tế đang diễn ra hiện nay. Nhiều ý kiến của phụ huynh cho rằng, việc bộ có đề xuất miễn học phí là một tín hiệu rất đáng mừng, nhưng mà thực tế thì số tiền này chẳng thấm tháp gì so với khoản tiền học thêm mà phụ huynh phải bỏ ra hàng năm. Còn trên lĩnh vực kinh tế, quan điểm của tờ Thanh Niên cho rằng việc Mỹ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong gần 15 năm qua khiến cho thị trường tài chính nhiều nơi chao đảo. Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chính thức tăng lãi suất điều hành để đối phó với những tác động từ thị trường thế giới, mức điều chỉnh đầu tiên sau 2 năm. Đánh giá về vấn đề này, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam có lợi thế khi chủ động được nguồn cung lương thực, giá lương thực ổn định. Do đó, Việt Nam không cần quá lo lắng trước tác động từ lạm phát thế giới. Giá hàng hóa vận tải bắt đầu giảm, đây là tựa đề bài viết được tờ Tuổi Trẻ đăng tải ở một thời sự. Theo đó, sau khi giá xăng dầu liên tục và lao dốc, nhiều đơn vị vận tải đã bắt đầu giảm giá cước, nhiều mặt hàng cũng trên đà giảm giá theo. Góc nhìn từ bài báo cho rằng, tuy mặt bằng giá cả vẫn còn cao so với kỳ vọng, nhưng việc nhiều đơn vị kinh doanh trở bộ giảm giá hàng hóa dịch vụ đã phần nào giải tỏa bớt gánh nặng chi tiêu cho người dân. Nhiều chuyên gia phân tích những diễn biến tích cực của việc điều hành xăng dầu gần đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi giảm giá trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong đợt cao điểm chuẩn bị hàng hóa Tết. Trong bối cảnh áp lực giá cả toàn cầu liên tục gia tăng, Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định của thị trường tiêu dùng. Dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ đạt 3,8% năm 2022 và 4% năm 2023, không thay đổi so với dự báo đã đưa ra trước đó. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.